Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chơi Xe Đạp. Và tiếp tục hôm nay giới thiệu bác một mẫu mà tuần mai dòng điện hình cao cấp của Gian XTC. Vẫn là model rất là bán chạy lên cửa hàng bên em. Mẫu model Gian XTC 800 được sử dụng với bộ khung siêu nhẹ Superline, khung nhôm cao cấp của dòng thương hiệu Gian. Và ngày em bé một chiếc được trang bị với vành Meyer cuối lổ của Novatec, vành Meyer vành Mavic, Meyer cuối lổ bạc đạn của Novatec. Và vẫn là cái tông màu chủ đạo tông màu trắng và đen trên khung xe rất nổi bật. Và bây giờ xin mời đánh giá của người đi chiếc xe. Vâng, trên khung hình đó, đây là cái mẫu mà dòng địa hình mountain bike, dòng Gian XTC, mẫu model Gian XTC 800, một trong những cái model mà thường xuyên về cửa hàng bên em rất là bán chạy. Rất nhiều các bác quan tâm hỏi em về cái mẫu dòng xe địa hình vành bánh 27.5. Thì một trong những cái dòng bánh 7.5 là mẫu model của Gian XTC, mẫu cao cấp về bên cửa hàng bên em. Hầu như về chiếc nào các bác đều đặt trước hết chiếc đó. Mẫu model là Gian XTC 800. Và lần này em về chiếc tông màu trắng, một tông màu chủ đạo, điểm chỉ đen trên khung xe. Nói về thương hiệu Gian thì luôn là xin được sử dụng với những bộ khung cao cấp rất chắc chắn và nhẹ. Lần này em về một chiếc TC 800 với cái lớp sơn zin còn cũng rất là mới, sử dụng với bộ khung nhôm siêu nhẹ Superline cũng nhé, Superline aluminum technology, chuyên dòng dành cho những dòng xe nhôm siêu nhẹ của chính hãng Gian. Những bác nào mà ưa thích những cái dòng xe khung size bánh to 27.5 thì đây lựa chọn cho bác rất là hoàn rất là tốt nhé. Lần này em vé một chiếc size S và xe được thiết kế với chạy với bộ Jameson. Xe lần này em về một lô xe về lần này cũng rất là mới, cũng như lô trước em về mẫu TC. Người chủ cũ thì rất là giữ gìn xe, xe dùng đi lướt qua thôi. Một trong những cái model xe cao cấp của thương hiệu Gian và được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm. Rất khác biệt so với những mẫu Gian thông thường được trang bị với vành bánh 27.5. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, cũng là của Gian SL. Mô bản theo xe, SL là viết tắt của từ Superline, siêu nhẹ. Tay lắm cao su chính hãng của Gian, mô bản theo xe luôn đúng không nhé. Tay lắm cao su chính hãng của Gian. Xe về thì có chuông mô bản theo xe này. Xe trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOG. Shimano DOG và khung phanh trước, phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên tay trái em sử dụng với bên tầng đĩa cũng là chính hãng của Shimano DOG, và cụm phanh sau được trang bị với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Và những cái chiếc xe ra đến xe trước đây giới thiệu qua thì cũng có được trang bị với khóa chỉ có sóc trên xe, rất là tiện lợi cho các bác đóng mở sóc này, giúp các bác đi những đường đồi núi, đường đèo, hoặc là khóa sóc khi đi những cái địa hình bằng phẳng như là chung cư. Đấy, rất tiện lợi cho các bác. Giảm sóc dầu chính hãng nguyên bản theo xe. Xe về còn rất là đẹp, em mới mở kiện ra thôi, còn những cái vết xốp xe bám trên xe chưa lau chùi qua đâu. Càng xe chính hãng của càng Gian nguyên bản theo xe càng 27.5, thông số mã vạch chính hãng quần nguyên trên càng xe. Và lần này em bé một chiếc xe được trang bị với Meyer bạc đạn cối lổ của Novatec, một hãng chuyên về làm về Meyer và phụ kiện xe đạp rất nổi tiếng cao cấp đó nhá. Novatec bạc đạn cối lổ, vành được trang bị với vành cao cấp, vành của Mavic này, M319 đít ở đĩa nhá, trang bị với vành đĩa, vành Mavic 319 cũng không luôn theo xe, trang bị với lốp Canada, lốp mắt,
lốp 27,5 nhân 2.0 2.1 lốp zin còn mới, còn rất là mới luôn các bác, nhìn lốp này, lốp gai to nhá, đi trên mọi địa hình cho các bác rất là phù hợp. Các bác nào ưa thích cái tông màu sáng thì em bày trước tông màu trắng đây. Bùi đĩa chính hãng của Gian, bùi đĩa trục rỗng, đĩa trục rỗng, ba tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano DR. Trang trang bị với 10 tầng lip, củ đề sau là củ đề Shimano DR. Đấy, là em về chiếc xe ra đĩa CC được trang bị với vành may cối lổ luôn mất nhá. Đấy. Vành may cối lổ của Lovatec rất là kêu. May cối lổ của Lovatec còn vành là vành của Mavic 3M319. Lốp sau cũng còn rất là mới. Học Yên chính hãng của Gian. Yên nguyên bản theo xe cũng có tông màu trắng đen. Carbon. Một trong những mẫu xe địa hình mà đánh giá rất là cao về tính thẩm mỹ và độ sử dụng của xe. Và bây giờ chúng ta có đứng của khung xe. Và chúng ta đứng của khung xe là size 42 tay ép nhá. Khi mà các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Tường ngang khung là size 54. Rất là dễ đi với khung size của xe. Xe trang bị với 10 tầng lip, bộ vào lúc Shimano DR lên lip này. Chiếc lip còn rất là mới luôn mọi nhá. Xe mới được sử dụng đi lướt qua thôi. Rất là đẹp. Mai cối lổ bạc đạn của Lovatec. Đĩa phải ăn là đùi đĩa 3 tầng. Đùi đĩa trục rỗng, xuống đĩa. Lên đĩa. Gạt đĩa của DR. Rất là bom. Cái dòng xe TC 800 thì em về rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái mẫu mà xe được trang bị với Mayer Lovatec bạc đạn cối lổ thì rất ít khi em về lắm nhá. Thì khoảng về một chiếc thôi. Mọi em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian XTC, một đồ cao cấp XTC 800 được trang bị với khung nhôm Superline siêu nhẹ, với bộ group Shimano full DR, vành cặp Mavic Mayer cối lổ bạc đạn của Lovatec, và xe đã tốt lên nhau là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là có liên hệ qua Zalo 0975 709 943. Có liên hệ tiếp với xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn mình có chuyện ngày mai.